Đối với một người nhạc sĩ thì điều hạnh phúc nhất là tạo ra những bản nhạc hay, nhưng điều hạnh phúc hơn và hãnh diện hơn đó là tạo ra những bản hit được đông đảo khán giả yêu thích. Và tôi may mắn là người tạo ra những bản hit như thế. Một cái tên không hề xa lạ đối với những người yêu mến âm nhạc. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lưu Hưng, người đã tạo nên thành công của những bản hit tôi phải gọi là gây bão trong lòng những người yêu mến nhạc đàn. Có thể kể ra là Xin Lỗi Em do Noo Phước Thịnh trình bày, Xa do Hải Yến Idol trình bày, hay là Cứ Vô Tư Đi của Hương Giang. Lưu Hưng còn là cái tên đứng sau thành công của những sản phẩm âm nhạc của những tên tuổi lớn như là Phương Thanh, Thu Minh, Tóc Tiên hay là Hồ Quang Hiếu, vân vân. Rõ ràng là con đường thành công nào không thể trải đầy hoa hồng. Vậy thì liệu rằng khoảnh khắc mà nhạc sĩ Lưu Hưng mang đến chương trình ngày hôm nay là gì? Hãy cùng với người kết nối của chương trình, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, chào đón nhạc sĩ Lưu Hưng và quý vị khán giả đến với khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chào Lưu Hưng, con đang là một nhạc sĩ được rất là nhiều các bạn ca sĩ nổi tiếng biết đến. Có bao giờ con suy nghĩ là cái khoảnh khắc nào trong cuộc đời của mình làm cho mình cảm thấy là ôi tại sao tôi lại như thế này mà đáng lý ra tôi phải như thế kia? Cái cơ duyên đến cái ngày hôm nay trong cái sự nghiệp âm nhạc của con thì nó rất là tình cờ. Thì năm 2007 là cái năm cuối cùng cấp 3, trường có những cái cuộc thi để ghi nhớ lại những kỷ niệm của thời cấp 3 học sinh. Thì lúc đó con không biết làm gì hết, con không biết cái đường lối và định hướng của con sau này sẽ thi trường nào và sẽ làm cái gì luôn. Lúc đó thì con nghe cái radio nhỏ nhỏ hồi đó ba có mua cho con. Lúc đó là chương trình Làn Sóng Xanh. À. Con rất rất thích chương trình đó luôn. Và chỉ chờ có đến Sáng Chủ Nhật. Sáng Chủ Nhật 99,9 MHz. Thì lúc đó tự nhiên có máu âm nhạc trong con nổi dậy. Tại sao mình không có một cái điều gì đó để mà ghi dấu lại cái thời học sinh? Thì lúc đó mình cũng chập chững, mình lấy giấy ra mình viết xong một bản nhạc rồi mình mới đặt vấn đề. Ủa rồi sao có thể mà cho mọi người biết tới? Lúc đó thì con rối cũng khoảng một tuần cô. Tức là viết nhạc ra rồi, rồi không biết làm sao. Thì lúc đó là cái hạn chót mà nộp ca khúc chỉ còn có 5 ngày thôi. Lúc đó internet hay gì cũng mình cũng chưa phát triển nhiều. Thì một lần đi học về, đi ngay cái đường Võ Văn Tần, con có thấy nguyên một cái studio bự ơi bự. Lúc đó con chả biết studio là gì cô. Lúc đó là vẫn còn mặc cái đồng phục thể dục. Rồi mình mới vào studio đó mình hỏi cái bài nhạc này anh sẽ làm như thế nào. Thì cái anh chủ studio đó thật sự đó là người thầy đầu tiên của con luôn. Rồi con mới đưa cái bản nhạc, nói ok anh giúp đỡ. Con mừng tới nỗi mà con chạy về con không hỏi tiền luôn, con không xin số điện thoại luôn. Trời ơi. Ngày hôm sau con chạy lại cái chỗ studio đó và anh nói anh đã hoàn thành khúc của em cho em rồi. Và trong vòng có một ngày thôi con mới thu bài đó, con thu chỉ cũng khoảng 20 phút là xong. Khi mà xong rồi con mới nộp cái ca khúc đó lên, con đặt tên là Chương Cuối. Trong cái khoảng thời gian đó thì cũng được các bạn trẻ người ta cũng biết là do up lên diễn đàn Lê Quý Đôn yêu ca hát đó cô. Thì mọi người biết tới con là từ cái ca khúc đó. Nghe Hưng nói là cô cái hình dung một cái cậu học sinh rất là dễ thương. Nhưng mà ở trong thông tin ở đây á, cho cô Xuân biết là cũng chưa hẳn là con bước theo con đường âm nhạc ngay. Yeah. Mà sau đó là con đã suy nghĩ để bỏ cái trường kỹ thuật Cao Thắng. Lúc đó thì gia đình của con có ý kiến gì không? Ba con không nói chuyện con khoảng năm cô. Cũng là một cái vấn đề nan giải luôn. Mình thì hay nói chuyện với mẹ, ba thì cứ im chả biết như thế nào. Có cái gì thì con lại hỏi mẹ, mẹ lại nói chuyện lại với ba. Giống như gián tiếp với cô, con cũng sợ. Cho đến thời điểm cách đây khoảng 3 năm, ba mới thoải mái và nhìn nhận đây là một cái mà con yêu thích, mà con đam mê, mà hướng tới. Trường kỹ thuật Cao Thắng thì cái năm đó con học 1 năm. Cô Xuân biết là cái đó là cái niềm mơ ước của ba con. Muốn con theo ngành tay chân máy móc này nọ thì con cũng ráng làm vui lòng. Và con học đúng 1 năm, con thấy không vô được một chữ nào hết. Nó không phải là cái ngành nghề mình yêu thích. Lúc đó là con mới phiêu lưu thử. Lúc đó là trường sân khấu đang chuẩn bị tuyển sinh cái cột mốc đầu tiên. Đó là thi rớt cao đẳng, con đậu trung cấp. Cái khóa chung với con năm 2009 đó là học chung với Lan Ngọc, Nhã Phương, La Thành và Oanh Kiều. Khi mà bước vào trường sân khấu rồi, cái câu hỏi đầu tiên con đặt ra là mình sẽ làm gì đây? Tại vì con thích nhạc. Các bạn thi học kỳ, lúc đó là không có nhạc thì nói thôi để mình bao quát hết luôn, mình làm nhạc hết. Từ cắt nhạc và chuyển đoạn này nọ thì con làm từ A-Z. Gần tới cái tiết mục của mình rồi á, thì lúc đó con không biết sao. Tại vì mình lo làm nhạc không, mình đâu có lo mà tập. Lo tập, hỗ trợ các con. Bạn không? Dạ, không? Tất cả nguyên lớp diễn đằng sau con để nâng con lên. Lúc đó con cảm động quá trời. Cái đó là cơ duyên để mà con có thể chuyển sang một lĩnh vực khác. Cái khoảng thời gian mà con viết được những ca khúc đông đảo bạn trẻ yêu thích là cái khoảng thời gian mà con trẻ nhất, sung sức nhất. Thật sự bây giờ là mình đã giảm đi phần nào đó rồi, sống cho gia đình nhiều hơn.
Nghĩ tới ba mẹ. Dạ, nghĩ tới mẹ thôi. Mà con cũng thắc mắc, lúc nhỏ con thấy ba con băng cassette nhiều lắm, cả băng đĩa than luôn. Ba rất thích Thái Thanh. Tức là ba đã có máu âm nhạc trong người. Dạ. Bản thân ba thì ba lại không muốn con bước vào cái con đường đó. Dạ, lúc này ba cũng không giải thích tại sao luôn. Nhưng mà bây giờ thì cái hòa thuận là nó đã có lại rồi. Dạ, dạ. Cô còn đọc trong tư liệu đây là con còn sản xuất CD, rồi con còn làm thu âm nữa. Cái thời gian này của con là 4 năm phải không? Lý do tại sao con lại tự tạo cho mình một cái mảnh đất riêng? Cái con người của con á, phiêu lưu, rất thích một chân trời mới, muốn khẳng định mình. Con thấy cái khoảng thời gian đó của con nó bị quá an toàn. Thật sự là mình làm tới tháng mình lãnh lương, con muốn phiêu lưu và thử thách bản thân mình như thế nào. Tới hiện nay thì con mở công ty riêng, lật lại cái quá khứ, thấy sếp cũ của mình quá tuyệt vời. Quản lý được một đội ngũ nhân sự như vậy, con thấy thật sự đủ, quá đỉnh. Trong cái ngành này, con có bạn bè thân không? Con có rất nhiều bạn bè thân. Người thân nhất với con là trưởng nhóm Cadillac, chị Tú Quyên. Người chị đồng hành, hợp tác, chị tư vấn những cái mặt phía sau sân khấu, những lúc mà con khó khăn nhất. Trước khi mà mình sẽ gặp Tú Quyên theo cái format của chương trình, cô Xuân lại rất là mong muốn con sẽ kể cho các bạn, đặc biệt là các bạn muốn bước chân vào con đường nghệ thuật. Không cứ gì là một nhạc sĩ, không cứ gì là một nhà sản xuất âm nhạc, mà nói về cái niềm đam mê. Với cái đam mê của con là con cảm thấy như thế nào? Cái thời điểm này thì con có cái lời khuyên cho tất cả các bạn đang đam mê. Đam mê gì cũng vậy thì mình cũng phải có cái căn bản trước. Thời đó thì con viết theo cái kiểu bản năng của mình. Cái bản năng nó thì không thể đi theo cùng với mình mà trong suốt thời gian có thể làm lĩnh vực này. Thì mình phải nâng cao kiến thức của mình, học nhiều vô. Trong showbiz con đi khoảng 15 năm, con rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là thái độ hơn trình độ. Trình độ bạn căn bản này nọ thôi, nhưng mà thái độ bạn tốt, bạn có thể chia sẻ với cả mọi người, bạn có thể học được những người anh, người chị và có thể là những người em của mình những cái kiến thức hay ho hơn. Con là người đã có những bài nhạc hit, thế thì con có cảm thấy áp lực trúng cái thời điểm đó cái mình lên thật là cao, rồi bây giờ làm sao để giữ được cái đỉnh cao đó, thì đối với con cái áp lực nó ra sao? Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay nó rất là khắc nghiệt. Đối với một bản hit đó, cái bản phía sau, xíu sau nữa bạn không cảm thấy hit thì khán giả sẽ đào thải ngay. Do đó thì mình phải trau dồi thêm những cái thứ âm nhạc và những nền âm nhạc của nước ngoài để mình có thể tạo ra sự mới mẻ hơn. Và bây giờ thì tôi xin giới thiệu một người bạn đồng hành, hay là nói chung là người đã từng chia sẻ ngọt bùi với Liêu Hưng, đó là Tú Quyên ở nhóm bè Cadillac. Quyên thân với Liêu Hưng bao nhiêu năm rồi con? Con vào nghề khoảng được 17 năm, quen Hưng chắc cũng được 10 năm rồi con. Một cái tình bạn 10 năm trong showbiz nhiều điều thú vị lắm. Dạ. Hai đứa có khắc khẩu không? Cũng có cô. Khi mà mình sản xuất một cái bài giống như là mình không vừa ý của mình, là giống như khắc khẩu các bè này nọ cô. Hai chị em hay chửi lộn nhau lắm. Nhưng mà thật sự là trong công việc con thấy là nên vậy. Nhưng mà thường những cái góp ý của Quyên á là Quyên đúng hay là con đúng? Sao chị? Có cái chị đúng, có cái con đúng. Mà con úng đúng chắc khoảng có 2 phần. Chị đúng tới 8 phần. Vậy là cũng khá bướng đó. Dạ, dạ đúng rồi. Con gặp Liêu Hưng lần đầu tiên là cách đây 10 năm, là trong một cái công ty sản xuất âm nhạc. Thì lúc đó là Hưng làm bên khâu làm nhạc, còn con thì làm bên khâu về bè. Làm chung với nhau thì thường là cả ngày thì ở phòng thu thì gặp gỡ nói chuyện, rồi con rất là hợp trong công việc. Tính Hưng thì thật ra là rất là tình cảm. Nhìn như vậy thôi mà rất là hiền và tình cảm cô. Kể cả có những chuyện mà liên quan tới chuyện tình cảm, chia tay người yêu là con đều chia sẻ được với Hưng hết. Thế nên là con nghĩ là ngoài công việc thì có những cái chuyện xung quanh cuộc sống nó làm cho con với Hưng là gần gũi nhau hơn. Có khi nào con nghĩ một cái người bạn quen với mình mà 10 năm rồi mà có những cái bài hit của thời điểm đó thì cảm giác con sao? Thời gian con về làm với Hưng thì Hưng hầu như là mới bắt đầu bước vào nghề thôi, chưa có một cái bước tiến triển gì trong công việc nhiều hết. Thì sau một thời gian làm thì chị nhớ nhất là bài Xin Lỗi Em. Là tự nhiên con bị giật mình, con nói ủa, một người bình thường rồi hay cũng hay cãi lộn, hay khóc nhè, rồi hay bướng bỉnh. Có thời gian con giận cả một thời gian là tại vì lì quá. Ủa mình nghe bài đó, ủa tại sao em có thể viết được một bài như vậy? Thì con rất là mừng cho Hưng. Con có cái nhìn lại không? Sao cái bài đó con có cái nhìn lại không? Những cái bài mà khi mà con viết ra, con cho chị Quy nghe, thật sự cái câu đầu tiên, dở ẹt, dở ồn.
Đó là có xong mình nung nấu nồng rồi chị sẽ thấy. Đó, từ từ ca sĩ đó lên mình sẽ gửi link cho chị nè, bài chị chê dở nè, đó sáng mắt chưa. Tại vì thường Hưng cho con nghe những cái demo đó thì con thường là góp ý về những cái phần lời trong bài nhiều hơn, chắc có vẻ là con từng trải hơn Hưng chút xíu, cái lời nó sẽ phù hợp với ca sĩ mà Hưng muốn gửi á cô. Hồi nãy giờ con nói là Hưng bướng nè, không được sâu sắc lắm, nhưng mà tại sao là bài hát là được tất cả mọi người người ta đón nhận vậy? Thì con nghĩ yếu tố nào là yếu tố làm cho Hưng được thành công? Con nghĩ là ai mà có cái chất nghệ sĩ trong người thì họ sẽ có một cái khoảng thời gian họ thăng hoa nhất định. Nhiều khi nói với con nói chuyện cũng cọc lóc rồi cô, nói chung không thể hình dung được, nhưng mà đôi khi nó là bất chợt họ sẽ thăng hoa một cái thời điểm nào đó, nhưng mà họ không bay bổng với cái người chị hay thân, cái người đồng nghiệp. Dạ đúng rồi, họ bay bổng trong một cái không gian riêng của họ. Nếu mà còn có thể nói gì về bạn Hưng mà hồi đó giờ con chưa bao giờ tố bạn ấy, giờ tố trước công chúng luôn, con định nói gì? Bạn này thì có hai cái khuyết điểm lớn nhất mà cần sửa là rất là nóng tính. Công việc trong studio, mình gặp cái môi trường rất là nhiều người và tính cách của họ rất là khác nhau, thì mình phải biết cách ôn hòa, có chuyện gì xảy ra thì cũng phải rất là điềm tĩnh. Anh này thì rất là nóng tính. Cái thứ hai là mất ước. Nghệ sĩ mà cô tình mất cảm ước. Chứ phải mất ước chị. Tại cô cũng hiểu là trong một cái môi trường làm tập thể của công ty, đương nhiên là cũng có sếp, có thầy, có đàn anh, đàn chị, đôi khi bị la là quẹt quẹt nước mắt thôi. Thời tuổi trẻ nó vậy cô. Lớn rồi người ta. Chị Quyên thế nào cũng nghĩ con lúc nào cũng là một đứa nhỏ, lúc nào cũng nóng tính mà lúc nào cũng mất ước. Không thay đổi được cái suy nghĩ đó cô. Mặc dù là một nhạc sĩ tiếng tăm rồi đó, nhưng mà vẫn là đứa con nít trước mặt Quyên. Dạ. Có người thương mình, xem mình như đứa con nít vậy là quý rồi con. Dạ. Chứ mốt mà thấy con cụ già mới mệt. Thì giờ sẵn cái dịp này nè, Tú Quyên sẽ có một cái lời nào đối với cái cậu em mà lúc nào ở trong mắt con cũng là một con nít chứ chưa là người lớn. Dạ, con cảm ơn câu hỏi của cô. Hiện giờ là Hưng đã có một công ty riêng, cũng có đào tạo ca sĩ, rồi nói chung công việc cũng phát triển rất là nhiều. Có một lời khuyên nho nhỏ với Hưng là tại bây giờ tụi con ngoài là tình chị em còn là đồng nghiệp mà cả và đối tác sản phẩm của nhau nữa. Thật ra là ai cũng sẽ có những cái cột mốc. Chị quen em 10 năm thì ở đây là cái 10 năm lần thứ nhất, thì là cái quãng đường nó khá là dài rồi. Thì đôi khi có những cái việc mình nên tự quyết định luôn. Nhiều khi nó có thể là chưa hẳn là tốt lắm, nhưng mà nó là cái quyết định của mình. Mình không có nghe quá nhiều ý kiến. Nói chung em làm việc phải có chính kiến hơn ha. Dạ hả cô? Rất hay. Nghe là tôi hiểu chuyện luôn đó. Cảm ơn hai con đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời rất vui khi được ngồi tâm sự và nói chuyện với nhạc sĩ Lưu Hưng. Thưa quý vị, chỉ có những người hiểu nhau, biết được tính tình của nhau thì mới có những lời khuyên chân thành như vậy. Rất cảm ơn Uyên đã có mặt ngày hôm nay để cùng chia sẻ Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Lưu Hưng. Và thưa quý vị, Hiếu sẽ mượn một câu trong bài hát mà nhạc sĩ Lưu Hưng đã gửi gắm cho Hoa hậu Hương Giang. Đó chính là hãy cứ vui đi cho một ngày chẳng phung phí. Phải không ạ? Rõ ràng không chỉ là lĩnh vực sản xuất âm nhạc mà bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa thì luôn luôn có những áp lực hữu hình hay là vô hình. Mà nếu như chúng ta cứ nói khó quá, chẳng phải là chúng ta đã ngừng đấu tranh và nỗ lực vì nó hay sao? Hãy suy nghĩ tích cực, đó chính là cách mà Lưu Hưng đã vượt qua những áp lực mà bạn đã gặp phải. Ai cũng có 24 giờ như nhau, quan trọng là bạn đã tận dụng 24 giờ đó như thế nào. Câu trả lời dành cho bạn. Ngay bây giờ, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân sẽ gửi tặng một huy hiệu từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời để tiếp thêm động lực cho chàng trai này để tiếp tục tạo hit, nhiều hit hơn nữa cho âm nhạc Việt Nam. Dạ, xin mời cô ạ. Rồi, cô xin phép. Rồi, đây con. Và quý vị thân mến, đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình, đó chính là 22 giờ 45 phút trên kênh HTV9 hàng ngày để chúng ta cùng đón nhận những khoảnh khắc mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.